Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chia sẻ với kênh truyền hình Rossiya 1, ngày 20 tháng 11, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết Moscow sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa tương tự như việc phương Tây tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài. Ông Siluanov nói rằng Nga sẽ sử dụng thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của các nhà đầu tư phương Tây, thêm rằng các biện pháp này nhằm đáp trả việc các nước phương Tây thực hiện các hành động không thân thiện đối với Nga. Chúng tôi đang làm chính xác như vậy. Nếu các nước phương Tây quyết định sử dụng tài sản và thu nhập từ tài sản của chúng tôi, phía Nga cũng sẽ thực hiện các hành động tương ứng. Ông Siluanov tuyên bố. Do đó, chúng tôi cũng đã đóng băng các nguồn lực của các nhà đầu tư phương Tây, những người tham gia thị trường tài chính phương Tây và các công ty phương Tây. Nga cũng sẽ sử dụng thu nhập từ các tài sản này, vị bộ trưởng nói thêm. Theo đài RT, Mỹ và các đồng minh của Mỹ đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2022. Phần lớn số tiền này, khoảng 207 tỷ USD đang được giữ tại trung tâm thanh toán Euroclear có trụ sở tại Mỹ. Euroclear ước tính rằng các tài sản của Nga nói trên đã tạo ra 5,4 tỷ USD tiền lãi trong 3 quý đầu tiên của năm tài chính 2024. Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc tịch thu tài sản nhà nước Nga sẽ đồng nghĩa với trộm cắp, vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu hệ thống tài chính toàn cầu. Điện Kremlin trước đó đã tuyên bố rằng chính phủ sẽ khởi kiện những nước nào liên quan đến hành vi trộm cắp nói trên. Phương Tây chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Siluanov. Ngày 20 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào liên quan việc đóng băng xung đột ở Ukraine, theo đài RT. Ông Peskov đưa ra phát ngôn trên sau bài viết của hãng tin Reuters bàn về các phương án chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán ngừng bắn với Tổng thống Mỹ sắp nhậm chức Donald Trump và rằng Moscow và Kiev có thể sớm đàm phán về việc đóng băng xung đột cũng như việc thành lập một khu phi quân sự trao đổi lãnh thổ. Đáp lại, ông Peskov cho biết, dù Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng bất kỳ lựa chọn nào nhằm đóng băng xung đột này đều sẽ không hiệu quả. Điều quan trọng đối với Nga là đạt được các mục tiêu mà mọi người đều biết rõ, ông Peskov lưu ý. Nga tuyên bố rằng mục tiêu của nước này trong chiến dịch quân sự đặc biệt là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như đảm bảo rằng Kiev cam kết trung lập về mặt pháp lý và từ bỏ hy vọng gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov. Tuần trước, trong cuộc điện đàm trực tiếp đầu tiên với Thủ tướng Đức Olaf Scholz sau 2 năm, ông Putin nói rằng Moscow vẫn cởi mở trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng Kiev là bên từ chối đàm phán. Trong cuộc gọi, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp tiềm năng nào giữa Moscow và Kiev chắc chắn sẽ phải tính đến lợi ích an ninh của Nga, thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Ukraine đã dùng tên lửa ATACMS tấn công đất Nga. Ngày 19 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã phóng nhiều tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất vào tỉnh Bryansk, Nga. Một số trong tên lửa đã bị đánh chặn, theo hãng thông tấn TASS. Theo bộ này, quân Moscow đã bắn hạ 5 tên lửa ATACMS bằng hệ thống phòng không S-400 và Pantsir, trong khi một tên lửa khác bị hư hại và rơi xuống một địa điểm quân sự của Nga ở Bryansk, gây ra một vụ hỏa hoạn. Ngoại trưởng Lavrov nhận định phương Tây muốn leo thang cuộc chiến nhằm vào Nga sau khi Ukraine phóng tên lửa ATACMS vào tỉnh Bryansk. Tên lửa ATACMS được phóng nhiều lần trong đêm nay nhằm vào tỉnh Bryansk. Đây rõ ràng là tín hiệu cho thấy phương Tây muốn leo thang, Ngoại trưởng Sergei Lavrov ngày 19 tháng 11 nói. Chúng tôi sẽ coi đây là giai đoạn mới về tính chất cuộc chiến của phương Tây nhằm vào Nga. Ông Lavrov cáo buộc Washington hỗ trợ Kiev vận hành tên lửa. Chúng tôi dựa trên thực tế là không thể dùng bất cứ tên lửa ATACMS nào nếu chuyên gia Mỹ không tham gia, trong đó có công đoạn nạp dữ liệu vệ tinh và lập trình mục tiêu. Tên lửa tầm xa mà Ukraine phóng vào Nga có sự kiểm soát của các chuyên gia quân sự Mỹ. Ngoại trưởng Nga nhận định, chúng tôi sẽ phản ứng tương xứng. Phía Ukraine tới hiện tại vẫn chưa lên tiếng về thông tin trên. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của Ukraine dẫn các nguồn tin quân sự giấu tên rằng Kiev đã dùng tên lửa ATACMS tấn công một cơ sở quân sự của Nga ở thị trấn Karachev, tỉnh Bryansk, theo tờ The Kyiv Independent. Các quan chức Ukraine trước đó đã báo cáo về cuộc tấn công bằng vũ khí không xác định nhằm vào kho vũ khí của Nga ở Karachev vào rạng sáng ngày 19 tháng 11, nơi được cho là lưu trữ đạn dược của Triều Tiên, bom dẫn đường KAB, tên lửa phòng không. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết
có thể nghe thấy 12 vụ nổ thứ cấp vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 19 tháng 11 tại Karachev. Thị trấn này nằm cách biên giới Ukraine hơn 100 km. Liên quan vấn đề này, tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 11 tại Kiev, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky từ chối xác nhận hoặc phủ nhận đã dùng tên lửa ATACMS tấn công sâu vào đất Nga, theo đài CNN. Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng Ukraine sẽ sử dụng tất cả các khả năng trong kho vũ khí để chiến đấu. Ukraine có UAV do chính chúng tôi sản xuất. Chúng tôi có một tên lửa Neptune, tên lửa hành trình của Ukraine. Và không chỉ một loại như vậy, giờ đây chúng tôi có thêm ATACMS và chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những thứ này, ông Zelensky nói. Ukraine, giao tranh gay gắt ở Donetsk, Kharkiv. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 19 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục kìm hãm sự tấn công dữ dội của lực lượng Nga, gây sát thương hỏa lực hiệu quả cho đối phương, khiến quân Moscow trên toàn bộ chiến tuyến kiệt sức, theo trang Facebook của bộ này. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong ngày 19 tháng 11, có tổng cộng 130 cuộc đụng độ giữa hai bên lực lượng Nga và Ukraine. Quân Nga đã thực hiện 51 đòn không kích, trong đó sử dụng 78 quả bom lượn, triển khai hơn 600 máy bay không người lái UAV và nã hơn 3.500 viên đạn pháo vào các vị trí tập kết quân và khu định cư ở Ukraine. Bộ Tổng tham mưu cho biết quân Nga đã tăng cường chiến đấu trên trục Kharkiv, trong đó tập trung nỗ lực chính vào các thành phố Vokchan, Kupiansk, cũng như nhiều khu định cư Neskukhny, Vysoka Yaruga và Novaya Kozachoa. Tại tỉnh Donetsk, quân Nga tấn công mạnh vào các thành phố Liman, Torev, Sivovsky, Pokrovsky, Kurakhiv. Tình hình ở hướng Pokrov và Kurakhiv vẫn rất căng thẳng, trong bối cảnh quân Moscow đang tập trung nỗ lực tấn công chính vào hai thành phố này. Cụ thể tại Pokrovsky, quân Nga trong ngày qua 37 lần tung đòn tấn công nhắm vào các khu định cư Promenia, Lysivka, Pechivka, Dachensky, Mirolibivka, Novotoretsky, Yuriivka, Pustinka và Puskini. Tại Kurakhiv, quân Nga trong ngày qua 22 lần tung đòn tấn công nhắm vào các khu định cư Novoselidivka, Sansivka, Bereski, Kurakhovo, Danii, Elizavetivka và Antonivka. Theo Bộ Tổng tham mưu, hoạt động của lực lượng phòng vệ Ukraine ở tỉnh Kursk, Nga vẫn đang tiếp tục. Trong ngày 19 tháng 11, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi hơn 20 đòn tiến công của Nga nhằm vào các cứ điểm Ukraine tại Kursk. Nga nói thắng thế ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 19 tháng 11, nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga đẩy lùi nhiều cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các khu định cư Darino, Zeleny Sliak, Lebedevka, Leonidovo, Nizhny Klin và Novoivanovka ở tỉnh Kursk, theo TASS. Các đội máy bay tác chiến, chiến thuật, tên lửa và pháo binh Nga tấn công các cụm nhân lực và thiết bị Ukraine ở Kursk, cũng như các đơn vị quân dự bị của Kiev trú ở tỉnh Sumy, Ukraine giáp biên giới với Nga. Trong ngày qua tại Kursk, phía Ukraine mất hơn 320 binh sĩ, 2 xe tăng, gồm một xe Leopard 2 do Đức sản xuất và một xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất. Một xe bọc thép chở quân, 15 xe chiến đấu bọc thép, 10 xe cơ giới quân sự, 3 hệ thống pháo tự hành và một trạm tác chiến điện tử. Theo TASS, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Kursk, các lực lượng Ukraine mất hơn 33.990 binh sĩ, 215 xe tăng, 141 xe chiến đấu bộ binh, 116 xe bọc thép chở quân, 1.190 xe chiến đấu bọc thép, 968 xe cơ giới, 294 khẩu pháo và 40 bệ phóng đa nòng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!